Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong clip của ngày 12 tháng 9 năm 2020, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón anh Trương. Anh có địa chỉ tại Lạng Sơn. Anh về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn và thẩm âm một cặp loa JBL có modem 4312XP. Vâng, trước thì anh cũng đã về trực tiếp cửa hàng lựa chọn một chiếc âm ni Sansui rồi, và ngày hôm nay thì anh về tiếp cửa hàng để lựa chọn sản phẩm. Trong góc audio của anh thì anh lựa chọn là một cặp loa 4312XP. Sản phẩm thì đã được khách hàng cùng với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh thẩm âm và kiểm tra chi tiết rồi. Vâng, vậy bên cửa hàng thì vẫn còn rất nhiều các thiết bị về audio. Quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu sản phẩm gì thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Còn trước thì anh cũng đã lựa chọn một chiếc âm ni Sansui. Còn đấy là G6000 anh nhỉ? Anh đã lựa chọn một chiếc Sansui G6000 và ngày hôm nay thì anh mang trực tiếp sản phẩm của anh đã mua bên cửa hàng thì về để thử với những sản phẩm audio bên cửa hàng đang có. Vâng, vậy quý khách hàng có nhu cầu mua sắm các thiết bị gì thì hãy liên hệ trực tiếp với cô chủ shop hoặc theo số máy có số đuôi là 966. Bên cửa hàng sẽ phúc đáp đầy đủ cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, vậy để kết thúc video tại đây, cửa hàng sẽ đóng gói và vận chuyển hàng ra xe cho anh. Anh có địa chỉ tại Lạng Sơn và anh cũng về trực tiếp cửa hàng, cũng lần này là lần thứ 3 rồi. Và ngày hôm nay thì anh kết tiếp một cặp loa JBL 4312XP. Vâng, vậy xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.